là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tôn vinh và lan tỏa giá trị tinh thần dân tộc Việt. Tất cả đã sẵn sàng tạo thêm dấu ấn Việt 2024. Trong tập phát sóng hôm nay, các ca sĩ sẽ tiến đến thử thách khó khăn hơn khi phải thể hiện kỹ năng nâng cao của mình trong phần thi có sự xuất hiện của 4 người cùng trình diễn trong một tiết mục để xây dựng nên một câu chuyện thật hoàn chỉnh, thật cảm xúc. Đặc biệt hơn, trong vòng này sẽ có sự xuất hiện của 4 vị giám khảo chuyên môn: nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển, thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Ánh Tuyết, ca sĩ Mỹ Lệ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Và khởi động cho bản thi đầu tiên sẽ là câu chuyện kể thông qua 4 giọng hát của ca sĩ Triệu Long, ca sĩ Mi Hà, ca sĩ Huy Luân, ca sĩ Hồng Mơ, với sự hỗ trợ dàn dựng đến từ đạo diễn Minh Nhật. Kính thưa quý vị khán giả, sau đây là một hợp ca hoạt cảnh về 4 bài hát cũng như là 4 câu chuyện gợi nhớ về những ký ức lịch sử mà chúng tôi tin rằng ở trong đó có cả sự đầy đặn về tinh thần yêu nước của ông cha ta từng có. Và đầu tiên là bài hát nói lên sự kêu gọi của toàn thể học sinh, sinh viên. Tôi chọn ca khúc Hát cho dân tôi nghe, một sáng tác của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, với lòng biết ơn và mong muốn được thể hiện tinh thần đầy khí thế của nghệ. Tiếp nói là câu chuyện về một nữ anh hùng do nghệ sĩ Mi Hà thể hiện, dàn dựng với câu chuyện người nữ anh hùng Võ Thị Sáu mãi mãi là tấm gương cho tinh thần dũng cảm và kiên định với tình yêu quê hương đất nước. Em xin chọn ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, với lòng kính trọng và biết ơn. Tôi chọn ca khúc Dáng đứng Việt Nam, thơ Lê Anh Xuân, nhạc Nguyễn Chí Vũ, vì chúng tôi may mắn được thừa hưởng lại nền độc lập tự do của cha ông ta để lại và ngưỡng mộ hình tượng anh hùng của bộ đội Cụ Hồ. Và cuối cùng, chúng tôi chọn câu chuyện dàn dựng. Tôi chọn ca khúc Giai điệu Tổ quốc của nhạc sĩ Trần Tiến. Dù đã được nghe ca khúc này nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thể hiện và tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi thể hiện ca khúc này. Và tất cả anh em chúng tôi đều rất tự hào là những người con của đất Việt, nơi có những vị anh hùng đã hy sinh cho sự rực rỡ của Việt Nam ngày mai. Tổ quốc gọi tên mình. Sức mạnh của lòng dân và tinh thần đoàn kết đã làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, dù có phải hy sinh tài sản, tính mạng, nhân dân ta vẫn không sờn lòng nản chí. Một người ngã xuống, trăm người khác lại tiếp tục xông lên. Khi lòng dân được quy về một mối và tất cả cùng hướng niềm tin vào đảng, đó sẽ là sức mạnh để cả dân tộc băng qua khó khăn, tiếp tục làm nên các kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng đất nước. Cháy lên trại giặc thù,
trong đêm, một cánh tay đang dậy lên hát cho anh công nhân xiềng xích như mây tan hoang, hát cho anh nông dân bỏ cày theo tiếng lo vang. Ngày nào thanh thang dâng đứng lên phát xin nô lệ, ta cùng nhau đứng chung đồng bào, giành lấy dòng sông này cho lúa chín khâm đồng xanh, giành lấy thành phố đó bàn tay nâng cao hòa bình. Ngày nào loa vang dâng sớm thôn cũng vừa lên đường, đời không yên vui nên rừng hoang cũng quên người rồi. Còn lại dòng sông này cho máu thắm khâm đồng xanh, còn lại thành phố đó Việt Nam nâng cao hòa bình. Dòng sông này cho máu thắm khâm đồng xanh, còn lại thành phố đó Việt Nam nâng cao hòa bình. Hát cho dân tôi nghe, hát cho dân tôi nghe, hát cho dân tôi nghe. Trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ dựng nước và giữ nước, đã có biết bao lớp người làm nên những chiến công vĩ đại, cống hiến, hy sinh để xây dựng và bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Có một thế hệ đã được nuôi rèn và lớn lên trong lửa đỏ, những người anh hùng trẻ tuổi. Anh Trần Văn Ơn, hy sinh anh dũng trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên. Anh Bế Văn Đàn, lấy vai làm giả súng. Anh Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo, anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, và rất nhiều những tấm gương thanh niên đã dành cả thanh xuân, cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Những hình ảnh đó là tượng đài bất hủ trong kháng chiến cứu nước.
Không có tội, chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới là có tội. Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và lũ tay sai bán nước. Không cần bịt mắt tôi, hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng. Và tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các ngươi. Yeah.
tộc Việt Nam luôn có truyền thống hào hùng, bất khuất. Có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi lời ca. Chị Sáu vẫn sẽ sống mãi cùng với lịch sử cách mạng Việt Nam. Chị sẽ luôn là tấm gương về tinh thần kiên cường, bất khuất cho tất cả thế hệ trẻ chúng ta noi theo. Trong thời đại mới, chúng ta, những người trẻ, hãy luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, và từ đó góp sức mình vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước. Trong muôn vàn sự lựa chọn, có lẽ chọn sự hy sinh là cao cả và thiêng liêng nhất. Bởi hy sinh là chấp nhận khó khăn, gian khổ, thiệt thòi, thậm chí là mất mát. Nhưng không có sự hy sinh nào là vô nghĩa. Nhất là hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân, vì đồng đội, vì gia đình. Với quân nhân, lời thề danh dự thiêng liêng cao quý đầu tiên chính là hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam. Thế nên những người lính khi đã cất bước ra đi, đầu không ngoảnh lại, nguyện một lòng một dạ quyết tử để tổ quốc quyết sinh, vì nhân dân quên thân, vì nhân dân phục vụ. Có những câu chuyện, những tấm gương hy sinh sẽ mãi được lịch sử ghi lại, các thế hệ đời đời nhớ ơn. Tôi sẽ giữ chân chúng ta lại. Đó là mệnh lệnh. Đi đi.
tượng trưng cho thế hệ trẻ như cây súng chắc trong tay, lưỡi lê sáng ngời. Giặc Mỹ bàng hoàng hoảng sợ khiếp kinh, gương người dũng cảm đi thẳng vào lịch sử, vang vọng lại lời ca lớp lớp lên đường để trở thành tư thế Việt Nam tự hào thế hệ anh giải phóng. Tên đất nước Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất, dáng đứng tự hào, dáng đứng Việt Nam. Anh giải phóng tên đất nước, Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất, dáng đứng tự hào, dáng đứng Việt Nam, dáng những bài học vô giá về tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc sẽ còn mãi trong mỗi chúng ta. Là một thế hệ trẻ, chúng ta cần phải cố gắng cống hiến hết mình để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với những gì cha ông ta để lại. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng su hơi. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết. Phút hành quân mẹ tiễn đưa con, giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, Tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, Tổ quốc của chúng tôi. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kêu. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời bao tố. 4.000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình thương yêu nước vô vàn. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, Tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, Tổ quốc của chúng tôi.
tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc. Ở tiết mục trình diễn đầu tiên là sự kết hợp của cả bốn ca sĩ Hồng Mơ, ca sĩ Huy Luân, ca sĩ Triệu Long và ca sĩ Mi Hà dưới phần dàn dựng của đạo diễn Minh Nhật. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Dấu Ấn Việt lần này, ở tập phát sóng kỳ này thì chúng tôi sẽ có 8 ca sĩ tham gia, nhưng mình sẽ chia ra làm 2 nhóm, mỗi nhóm sẽ có 4 ca sĩ. Nhưng đòi hỏi ở vòng thi này không chỉ là sự kết hợp về âm nhạc, về sự trình diễn trên sân khấu, mà chúng tôi còn mong muốn sẽ xây dựng một câu chuyện, qua đó thì sẽ chạm đến cảm xúc của tất cả quý vị nhiều hơn. Và ngay bây giờ nói về câu chuyện này, chắc mời đạo diễn Minh Nhật sẽ có lời chia sẻ ha. Xin được mời anh. Kính chào tất cả quý khán giả cũng như là quý ban giám khảo đã có mặt tại phim trường ngày hôm nay ạ. Và đây thì là lần kết hợp đầu tiên của 4 ca sĩ. Thì sau khi được nhận được những bài hát và những lựa chọn của tất cả các anh chị, thì em mới kết hợp lại để đưa ra một cái tổ hợp. Em đang muốn nói về, thứ nhất đó là lời kêu gọi bằng những cái tác phẩm. Người ta hay nói là những văn nghệ sĩ người ta chiến đấu bằng ngòi bút, thì đây là một trong những ca khúc nó lên sự kêu gọi của toàn dân. Thì đó là cái ca khúc đầu tiên của anh Triệu Long. Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào, hát qua đêm thiên thu lửa cháy lên trại giặc thù. Tiếp đó em muốn đại thể hiện lại hai thời kỳ, đó là thời kỳ chống Pháp, là điển hình nhất là của bài hát Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu. Mùa hoa lê khi mà nở ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng
thời kỳ chống Mỹ là dáng đứng Việt Nam. Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường, chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Và cuối cùng là em muốn nói là cái tinh thần của tất cả những con người, những vị anh hùng đã đứng lên hy sinh vì cái tiếng gọi, vì cái đất nước trải qua 4.000 năm lịch sử. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này đất nước ơi. Thì đó là bài Giai điệu Tổ quốc, cái ý mà em muốn đặt để tất cả những anh chị đứng đây cũng như là tất cả các bạn trẻ sau này muốn làm giàu đẹp hơn cho đất nước trong cái tổ hợp bài hát bởi cái bài Tổ quốc gọi tên mình. Máu của người nhuộm mặn sông miền đông. Xin được cảm ơn những chia sẻ của đạo diễn Minh Nhật. Và với phần trình diễn rất nhiều cảm xúc vừa rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ, những lời nhận xét đến từ phía ban giám khảo. Đầu tiên Nguyễn Bảo xin được giới thiệu và xin được mời nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiện. Xin chào tất cả các bạn. Tôi vừa mới được thưởng thức những ca khúc của các bạn biểu diễn. Tôi cảm thấy rất tự hào về âm nhạc truyền thống của Tổ quốc đất nước Việt Nam chúng ta. Mở đầu thì với Bạn Triệu Long với Hát cho dân tôi nghe, tái hiện những cái hình ảnh của những năm thập niên 70 lúc đất nước còn chia cắt. Hát cho dân tôi nghe đó là một cái điều mà trong phong trào đấu tranh của giới học sinh sinh viên thời ấy đã đem đến một cái sự cảm nghĩ về sự độc lập tự do của đất nước mà cần phải hướng đến. Chính phong trào của Hát cho dân tôi nghe đã thúc đẩy tất cả các giới trẻ và mọi người dân của Việt Nam này hướng về phải thoát ách, đô hộ. Tôi xem các bạn biểu diễn thì tôi nói tôi mừng lắm. Thấy tuổi trẻ của các bạn vẫn còn có thể thể hiện được những tác phẩm của các nhạc sĩ, các chiến sĩ, như là sáng tác của nhạc sĩ, chiến sĩ Lê Anh Xuân. Mỗi một người có một cái chất giọng đẹp và đem đến thể hiện được tác phẩm của mình một cách chỉn chu. Đặc biệt là với ca khúc của Nhớ ơn chị Võ Thị Sáu đã đem đến cho chúng ta một cái sự xúc động cao trào vô cùng. Nếu các bạn kết bằng Tổ quốc gọi tên mình và các bạn thay đổi thêm trang phục của các chiến sĩ hải quân trong cái ca khúc Tổ quốc gọi tên mình thì tôi nói trọn vẹn 4 bài nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Với hai ca khúc cuối chỉ chọn một và thêm hình ảnh của các chiến sĩ hải quân là đúng cái giai đoạn hiện nay của đất nước thì có thể nói là đây là một sự tuyệt vời. Đặc biệt là ca sĩ Hồng Mơ, lần đầu tiên tôi mới nghe bài hát này là dành cho giọng nam. Giọng nam thế mà lần đầu tôi nghe giọng nữ, và đặc biệt với giọng alto rất trầm ấm của đầy đặn của Hồng Mơ thì tôi rất bất ngờ. Có thể nói là cái cảm xúc được lột tỏa rất chính xác. Tôi mong ước là tuổi trẻ hãy nhớ về, hãy hát về những cái ca khúc truyền thống của đất nước để chúng ta tự hào rằng chúng ta có được ngày hôm nay là công ơn biết bao anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống cho Tổ quốc chúng ta được rạng ngời hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các bạn nhiều. Xin được cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Thế Hiển. Và cái bảo xin được chia sẻ thêm với tất cả giám khảo của chúng ta ở đây là cả 4 ca sĩ xuất hiện trên sân khấu ngay lúc này đây đều là những ca sĩ chuyên nghiệp đã đi trình diễn, đi phục vụ rất là nhiều nơi. Nhưng mà khi đến với chương trình Dấu ấn Việt năm 2024 thì đòi hỏi là mình phải nâng cấp nhiều hơn. Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, kết hợp cùng với vũ đoàn, vũ đạo, kết hợp cùng với diễn xuất của tất cả mọi người phải có sự liên kết với nhau nên tạo ra những tiết mục hoàn chỉnh. Và họ sẽ đến đây không phải là dự thi mà là sẽ mang đến những tiết mục trình diễn để ngày càng nâng cấp và hoàn thiện mình nhiều hơn. Và với phần trình diễn vừa rồi thì đối với thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết thì cô thấy như thế nào ạ? Xin được mời cô. Cảm ơn em. Trước hết là tôi cũng cảm ơn nhạc sĩ Thế Hiển. Anh đã nói gần như là rất nhiều những đồng cảm với suy nghĩ của tôi. Trước hết là tôi cảm ơn tất cả các em đã tham gia những giọng hát chuyên nghiệp và các em đã mang đến một cái chương trình 4 bài hát của các em. Phải nói là
tôi chấm thi rất nhiều. Nhưng lần đầu tiên mà các bạn đã làm cho tôi phải nói là xúc động, chảy nước mắt. Nhất là bạn hát bài Võ Thị Sáu rất hợp với giọng hát. Cảm ơn Mơ, giọng Mơ rất đẹp, dày và đặc biệt. Cái đóng chữ và nhả chữ của em rất hay. Cái đó đã mang đến một cái sự ý nghĩa của bài hát hoàn thiện. Cảm ơn bạn Triệu Long. Bạn cũng có một cái chất giọng rất là đẹp. Bạn hát cũng mang đến một cái lời kêu gọi đầu tiên. Nó rất là trong sáng, tình cảm. Và cái tình cảm đó sẽ mang đến cho người nghe phải nói là xúc động. Và cảm ơn bạn Huy Luân. Huy Luân cũng là cái người rất là chững chạc. Phải nói chương trình hôm nay cảm ơn bạn Minh Nhật, mang đến cho người xem không chỉ có tiếng hát của các bạn mà cái hình ảnh và các cái dàn dựng đã mang đến cho người nghe được gọi là trọn vẹn. Và cảm ơn đài đã đưa đến một cái chương trình dấu ấn Việt rất hay. Các em đã mang những cái thông điệp giữ lại tất cả tuổi trẻ và đất nước. Các em đã mang đến một chương trình rất tuyệt vời. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn giám khảo nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết. Và tiếp lời thì cũng xin mời những lời nhận xét đến từ ca sĩ Mỹ Lệ. Thực sự ở dưới này thì chị quá là xúc động với các phần trình diễn của các em. Những cái giai điệu đã nằm trong lòng tất cả người dân Việt Nam rất lâu rồi. Nhưng khi lên chương trình này thì nó vang lên một cái sự tự hào, một cái cảm xúc rất là mãnh liệt qua những cái giọng hát tuyệt vời của các em. Nói để mà chấm điểm thì không thể nào mà có thể là có điểm nào thua điểm nào. Các bạn đều nhận được con mời của Mỹ Lệ. Thực sự là như thế. Bởi vì giọng nào cũng đẹp và rất là chính xác luôn. Giọng bạn Triệu Long thì quá đẹp vào một cái bài hát rất hợp. Và nhất là em nhỏ nhất là Miha với một bài hát Võ Thị Sáu thì tất cả giám khảo dưới này đều chảy nước mắt và xúc động rất nhiều. Hồng Mơ thì khỏi phải nói rồi, chuyên nghiệp và một cái giọng hát cực đẹp. Duy chỉ có là bạn Huy Luân, bạn hát cũng tuyệt đẹp nhưng có một chút xíu thôi. Bạn hát lúc mà bạn phát âm trong cái lời hát bạn nó chưa chuyên nghiệp lắm, một hai chữ. Cái đó bạn chỉ cần khắc phục thôi thì nó sẽ là trọn vẹn, không còn gì để chê nữa. Đó. Và khi nào mà lại ngồi lên cái chiếc ghế này thì cũng rất là tự hào. Dấu ấn Việt hay là dòng nhạc truyền thống của công ty truyền thông Khang cũng như là của đài truyền hình Long. Bởi vì đây là một chương trình quá tuyệt vời và mình cảm thấy rất là xúc động và rất tự hào với những cái giai điệu của Tổ quốc vang lên. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn đạo diễn đã cho chúng ta thưởng thức một tiết mục hoàn hảo, không có gì để chê. Cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo Mỹ Lệ. Và cuối cùng thì tôi bảo xin được mời nhận xét đến từ đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thanh Vinh. Tôi đã nhắm mắt để thưởng thức tiết mục này. Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình. Nói một chút là niềm tự hào mà khi tôi làm chương trình này. Phải nói là Vinh rất là mừng khi các bạn trẻ quan tâm đến đất nước Tổ quốc mình. Nói về những cái truyền thống cha ông mà tự hào rất là nhiều. Và khi chọn cái chương trình này phải nói tôi rất đắn đo. Cuối cùng với chọn là chữ dấu ấn, nhưng mà tôi bắt buộc phải có chữ Việt. Nếu mà chúng ta để ý cái logo hiện nay có 3 màu, màu cơ bản là màu đỏ với màu vàng thì tượng trưng cho lá cờ Tổ quốc của chúng ta. Trong đó tôi thêm một ít màu trắng của sự tinh khôi của những người chiến sĩ đã bước vào cuộc chiến, quên bản thân mình đi. Thì những giai điệu này sẽ thôi thúc chúng ta và niềm tin chúng ta sẽ dâng lên. Và đất nước Việt Nam chúng ta đang phát triển từng ngày từng giờ thì không thể quên những dấu ấn như thế này. Và tôi mời các bạn với tư cách cùng với tôi thể hiện những cái niềm tự hào đó. Nhưng trên hết là chúng ta sẽ làm gì cho giai đoạn tiếp theo. Đấy chính là cái câu cuối cùng mà nhạc sĩ Thế Hiển vừa nói. Giá như ở cái tiết mục cuối cùng 4 bài hát kia là đủ rồi, nhưng mà hát cuối chúng ta phải có cái dấu ấn của ngày hôm nay nhiều hơn một chút. Anh nói nhanh về dính số tôi, anh không nói về giọng hát thì các giám khảo đây có chuyên môn nè. Anh rất là cảm xúc và anh rất là thích cái cách kể chuyện như vậy. Nó đơn giản, nó mộc mạc nhưng mà nó sâu lắng. Miha thì tốt rồi, với tuổi trẻ của em, với kinh nghiệm của anh, nhưng mà anh vẫn muốn em sâu sắc thêm một chút nữa. Anh tiếc một chút xíu thôi khi mà cô Võ Thị Sáu, cô đứng ở đó và cô có nói đừng bịt mắt tôi để tôi nhìn thấy Tổ quốc của mình trước khi chết. Và cô bị bắn, cô chết. Ngắt một câu giữa chừng, anh biết là ý đồ. Có lẽ là sự gian dở ở trong một cái cảm xúc gì đó muốn gửi gắm. Nhưng chỗ đó có thể làm người ta khóc nhiều hơn nữa. Như các ban giám khảo nói, đến tận cùng của mọi thể loại âm nhạc,
Nó là cảm xúc và cảm xúc. Bạn muốn gửi đến cái gì? Niềm vui, nỗi buồn, niềm tự hào thì cảm xúc nó được dàn dựng và đặc biệt là nó gửi gắm trong giọng hát. Đến giờ này thì không thể nhận xét các bạn hát thế này thế kia, mà ai là người đặt để cảm xúc của mình vào những bài hát. Thì ví dụ như Miha trong đây được khen nhiều, tại sao? Ở đây người ta xúc động với câu chuyện đó. À, thì cái đó một chút xíu thôi. À, về giọng hát thì các bạn đã được nhận xét hết rồi, với anh thôi nha. Thì anh giá như chịu lòng thể hiện bản lĩnh một chút nữa. Em cứ để ý về em coi khuôn mặt của em và dáng đứng của em, nó thiếu một chút khí thế và thần sắc nha. Anh hy vọng là em sẽ có thể làm tốt hơn điều này. Còn Hồng Mơ thì không phải nói, khi cất giọng hát thực sự mà anh nói em sinh ra để hát nhạc truyền thống cách mạng. Còn Huy Linh thì bài Giai điệu Tổ quốc tôi rất là thích. Huy Linh chỉ còn thêm một chút xíu như chị Mỹ Lệ nữa, anh nghĩ là tuyệt vời. Nhưng với anh đây là tiết mục rất đáng để xem và để nghe và để ngẫm nghĩ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin được cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Vũ Thành Vinh. Ở phòng thi này, bốn ca sĩ của chúng ta nhận được rất nhiều những lời khen và chạm được đến cảm xúc của khán giả qua phần dàn dựng của đạo diễn Minh Nhật. Và một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng cho cả bốn ca sĩ ở phần thi đầu tiên. Kính thưa quý vị, chương trình Dấu ấn Việt là một cuộc thi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Truyền thông Khang thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ Chủ nhật ngày hôm sau trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Trong tập sau sẽ là sự kết hợp còn lại đến từ bốn ca sĩ Trúc Lai, Đoàn Đại Hòa, Yên Nhiên và Dương Quốc Hưng. Cùng sự hỗ trợ của đạo diễn Ngọc Duyên, họ sẽ lựa chọn kể câu chuyện gì trong tiết mục và các ca sĩ của chúng ta sẽ có khó khăn gì trong việc tham gia diễn xuất hay không. Kính mời quý vị đón xem tập 6 chương trình Dấu ấn Việt được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.